Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC Pháp. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ lý do không gia hạn hợp đồng với VFF. Ông Park Hang-seo cho biết sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn được nghỉ ngơi, theo thông tin riêng của tiền phong. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình do phần nào mệt với công việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong khi ông đã có tuổi, chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của ông dù rất muốn ông tiếp tục, một lãnh đạo VFF nói với tiền phong. Theo vị này, ông Park trên thực tế đã xác định tâm thái nghỉ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, một phần vì tuổi tác và phần khác muốn ra đi khi ở đỉnh cao. Ông vẫn còn nhiều kế hoạch phía trước, nhưng trước mắt sẽ tập trung cho AFF Cup năm 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ về quyết định chấm dứt hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông sẽ luôn nhớ kỷ niệm trong hành trình 5 năm qua cùng bóng đá Việt Nam. Ông cũng cho biết đã luôn tập trung vào công việc trên cương vị dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và thú vị, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Ông Park cũng cho biết khi được bổ nhiệm năm 2017, mong muốn của ông là làm cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tất cả các khía cạnh cuộc sống, cùng bóng đá. Dù chia tay đội tuyển Việt Nam, ông vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh trên. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà người Việt Nam đã dành cho tôi, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Như vậy, AFF Cup năm 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng ông Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của ông là đưa đội tuyển Việt Nam đoạt lại ngôi vô địch từ tay Thái Lan. Bầu Đức nói, tôi đã biết tin huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup năm 2022. Tôi rất buồn nhưng phải tôn trọng quyết định của ông Park. 5 năm qua, ông ấy đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam và mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Cuộc đời làm bóng đá của tôi có thể khẳng định, quãng thời gian ông Park gắn bó với bóng đá Việt Nam là hạnh phúc nhất. Tôi nghĩ người hâm mộ cũng cùng chung cảm xúc này. Tôi cảm ơn ông Park với những công hiến lớn lao cho bóng đá Việt Nam trong suốt 5 năm qua. Tôi khẳng định đến hiện tại, không có ai tài giỏi và thành công được như ông Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo gắn bó với bóng đá Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Người đưa ông Park đi với bóng đá Việt Nam chính là Bầu Đức, trong đó có việc bỏ tiền túi trả 2 năm lương cho ông Park. 5 năm qua, ông Park đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á. Đó là thành tích dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải vòng chung kết U23 châu Á Thường Châu năm 2018, hạng tư tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, ASEAN 2018. Hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2022. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết vòng chung kết giải vô địch châu Á năm 2019, Asian Cup 2019 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á. Bây giờ, sau khoảng lặng về cuộc chia tay này thì chúng ta phải chấp nhận chuyện ông Park chia tay. Vì chính ông Park từng tâm sự với tôi là không ai có thể làm mãi mãi. Bóng đá Việt Nam sẽ có một nhà cầm quân mới và tất cả nỗ lực để đội tuyển quốc gia tiếp tục thành công. Tôi muốn nói rằng bóng đá Việt Nam cần phát triển tốt hơn, thành công hơn trong tương lai. Đừng để những tháng ngày thành công của ông Park cùng bóng đá Việt Nam bị quên lãng. Bầu Đức muốn bóng đá nước nhà tiếp tục thành công sau khi chia tay ông Park. Sân chơi AFF Cup năm 2022 là giải đấu cuối cùng mà ông Park và tuyển Việt Nam. Sau đó, VFF sẽ bổ nhiệm nhà cầm quân mới thay ông Park. Nhà môi giới Kenny Kamensek cho rằng, việc huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam là một quyết định hợp lý và khôn ngoan đến từ ông thầy người Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF thống nhất nói lời chia tay sau 5 năm gắn bó. Ông Park sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến hết AFF Cup năm 2022 trước khi tạm biệt. Đánh giá về quyết định này, nhà môi giới Kenny Kamensek cho hay, tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để đôi bên nói lời chia tay. Ông Park đã làm rất tốt, nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng không thể giúp Việt Nam tiến xa hơn nữa. World Cup 2026 là một giấc mơ lớn với người Việt Nam, và tôi cho rằng ông Park không muốn chịu áp lực vì tham vọng này. Ông Park đã gặt hái đủ thành công, danh vọng và tiền tài. Tôi chắc chắn rằng ông Park đã đạt được gấp 10 lần so với kỳ vọng ban đầu đặt ra.
Vậy nên, việc ông Park ra đi cũng là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn. Quan điểm của ông Jenny Kamenstek cũng khá tương đồng với một cầu thủ Việt Nam. Anh cho biết, ông Park đã rất khéo léo khi chọn thời điểm này để chia tay. Những gì ông làm được đã là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam rồi. Về phần mình, trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng cho hay, cũng giống như hàng triệu người hâm mộ khác, tôi cũng buồn và hụt hẫng khi biết thông tin là thầy Park sẽ không gia hạn hợp đồng với VFF. Tôi và mọi người đều quá quen với hình ảnh của thầy trong các trận đấu của đội tuyển và chắc hẳn mọi người cũng đều muốn thầy gắn bó lâu hơn với bóng đá Việt Nam. Nhưng là trợ lý của thầy trong nhiều năm, hơn ai hết, tôi cũng hiểu được những khó khăn, áp lực khổng lồ mà thầy phải đối mặt trong suốt một quãng thời gian dài với cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Thế nên tôi nghĩ rằng thầy cũng xứng đáng với việc được nghỉ ngơi sau những đóng góp không mệt mỏi suốt 5 năm vừa rồi. Thầy cũng có tuổi rồi mà. Sau 5 năm gắn bó với rất nhiều thành công, việc VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo nói lời chia tay khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối. Những tưởng VFF và người đại diện huấn luyện viên Park Hang-seo còn đang lên lịch đàm phán hợp đồng trong tháng 10 này, thì hai bên đã thông báo về quyết định chia tay, khiến nhiều người bất ngờ. Thực tế, trước khi VFF và ông Park đưa ra quyết định, tương lai của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã được dự đoán. Ông Park trong những lần trả lời báo chí quê nhà luôn nhấn mạnh về khả năng thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Với tài cầm quân và cái duyên của mình, ông Park hoàn toàn có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong vài năm tới để chuẩn bị cho Asian Cup 2023 và cả vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chấm dứt hợp đồng sau ngày 31 tháng 1 năm 2023. Vấn đề được nhiều người quan tâm là vì sao VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp tục gắn bó dù hai bên vẫn rất cần có nhau và có một khoảng thời gian dài rất đẹp vừa qua. Theo tìm hiểu, vấn đề giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là tiền lương, chế độ đãi ngộ. Với những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam suốt 5 năm qua, ông Park hoàn toàn xứng đáng nhận được những gì tốt nhất. Bản thân thầy Park có lẽ cũng không bao giờ nghĩ mình lại có một sự nghiệp cầm quân lẫy lừng như vậy ở Việt Nam. Ông Park có tất cả, từ sự nổi tiếng, được kính trọng, yêu mến, tiền bạc, cơ hội để phát triển sự nghiệp. Nhưng ông Park muốn dừng lại đúng thời điểm khi mà mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đó là một quyết định khôn ngoan, bởi những gì tốt nhất mà bóng đá Việt Nam làm được 5 năm qua gắn với một thế hệ cầu thủ vàng. Ông Park là người giúp những Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh tỏa sáng và vươn tới đỉnh cao. Nếu ở lại, huấn luyện viên Park Hang-seo phải đưa ra một kế hoạch chi tiết phát triển các đội tuyển, các mục tiêu trong tương lai và điều quan trọng là thay đổi lối chơi. Đây là một bài toán khó với chiến lược gia người Hàn Quốc. Về phần mình, VFF dường như cũng đã có sự chuẩn bị cho cuộc chia tay với huấn luyện viên Park Hang-seo. Hiện tại, một số ứng viên thay thầy Park dẫn dắt tuyển Việt Nam được VFF tính toán kỹ lưỡng trước khi bước vào cuộc đàm phán. Cuộc chia tay với VFF và huấn luyện viên Park rất đẹp. Ông Park xúc động chia sẻ, tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi. Và lời sau cùng, thầy Park mong muốn mình làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó và đóng vai trò trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo nói.